Đây phải nói luôn là một bộ combo nghe nhạc chất âm của nó quá vượt vượt xa với tầm tiền của các bác ạ. Trước hết là em sẽ giới thiệu với các bác chiếc âm ly đèn. Chiếc âm ly đèn này, chiếc âm ly đèn này thương hiệu của nó cũng là Voxy, Voxy và loa cũng là nó luôn ạ. Đây là âm ly và loa đồng bộ với nhau luôn. Chiếc âm ly này có mức giá 3 triệu 9. Đây là chiếc âm ly đèn có 5 chức năng trong một. Chức năng thứ nhất là USB, chức năng thứ hai là chạy Bluetooth, chức năng thứ ba là cổng giải mã. Đây em đang dùng cổng cổng quang từ trên TV xuống đấy, đấy là cổng giải mã, cổng quang đấy, đang chạy quang nhé, em đang chạy cổng quang đây. Thứ tư là có cổng cô xoa này, cổng thứ năm là cổng CD và cổng thứ sáu là cổng DVD. Ngoài ra thì con này cổng đường ra loa có hai chế độ, hai cờ chế độ. Có nghĩa là con âm ly này có thể đánh được loa 4 ohm và loa 8 ohm. Nó ghi trở kháng từ 4 đến 8 ohm đằng sau. Đấy, công suất thì báo cáo các bác là đánh những dòng loa có công suất tầm khoảng độ mỗi một vế con này là từ 80W, được 80W nhé, gần trong W. Bình thường những chiếc loa toàn giải nó chỉ có công suất bát 30, đấy chỉ tầm 25 30W thôi, loa toàn giải bát 30. Nhưng con này công suất một vế 80W, tổng công suất con này hai vế của nó 160 đến 180 các bác vẫn đánh được, được chưa? Bát chép có, bát có chép luôn này, mặt vàng chanh này, volume này, hai đèn vu, luôn, cổng USB luôn, và đặc biệt là con này có thể làm rè luôn, được chưa? Có cổng chỉnh bát tép đây, đằng này có trước có cổng tai phone và đằng sau có cổng ra xuống âm ly khác đấy. Sau đây em mời các bác đến với bản test. Con này có mức giá là 3 triệu 9, có cổng quang các bác nhé, em đang dùng cổng quang luôn đây, em đang dùng cổng quang đây đấy, cổng quang luôn đấy, trên TV xuống. Đôi loa này có mức giá là 4 triệu 8, 4 triệu 8 đôi loa này, thương hiệu Voxy, 4 triệu 8, được chưa? Vỏ màu vàng, vân gỗ. Công suất 120W một loa, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 90 dB. Công suất 120W, vậy là đôi này có công suất 240W. 240W. Sau đây em mời các bác đến với bản test. Em mời các bác nhé. Em mở trực tiếp trên TV luôn này. Người anh thêm vui lòng cho kẻ phụ.
chỉ cần duy nhất bộ này thôi các bác nhé. Bộ này xem nào, gọi là đôi loa có mức giá là 4,8 triệu, gọi là 5 triệu đi, ông đi 3,9 triệu là 4 triệu đi, thế là hơn 8 triệu đã được bộ này rồi, thoải mái nghe nhạc. Các bác chú ý hộ em nhé, là cái cổng quang, em đang cắm cổng quang vào ở trên tivi này, thì tất cả trên tivi các bác phải chuyển về chế độ cổng quang hộ em. Có nhiều bác là ngày trước mua đầu giải mã hoặc là mua bộ chuyển đổi hoặc giải mã của em về, không chuyển đổi chế độ quang trên tivi, cứ về bảo cổng đầu giải mã hỏng đấy. Em cảm ơn các bác. Chiếc âm ly này có mức giá 3,9 triệu, đô la 4,8 triệu, có cổng quang luôn đấy ạ. Đây phải nói luôn là một bộ combo nghe nhạc à. Chất âm của nó quá vượt xa với tầm tiền của các bác ạ. Trước hết là em sẽ giới thiệu với các bác chiếc âm ly đèn. Chiếc âm ly đèn này, chiếc âm ly đèn này thương hiệu của nó cũng là Voxy. Voxy. Và loa cũng là nó luôn ạ. Đây là âm ly và loa đồng bộ với nhau luôn. Chiếc âm ly này có mức giá 3,9 triệu. Đây là chiếc âm ly đèn có 5 chức năng trong một. Chức năng thứ nhất là USB. Chức năng thứ hai là chạy Bluetooth. Chức năng thứ ba là cổng giải mã. Đây em đang dùng cổng cổng quang từ trên TV xuống đấy. Đấy là cổng giải mã, cổng quang đấy, đang chạy quang nhé. Em đang chạy cổng quang đây. Thứ tư là có cổng cô xoa này. Cổng thứ năm là cổng CD. Và cổng thứ sáu là cổng DVD. Ngoài ra thì con này cổng đường ra loa có hai chế độ, hai cờ chế độ. Có nghĩa là con âm ly này có thể đánh được loa 4 ohm và loa 8 ohm. Nó ghi trở kháng từ 4 đến 8 ohm đằng sau. Đấy, công suất thì báo cáo các bác là đánh những dòng loa có công suất tầm khoảng độ mỗi một vế con này là từ 80W, được 80W nhé, gần trong mắt. Bình thường những chiếc loa toàn giải nó chỉ có công suất bát 30, đấy chỉ tầm 25-30W thôi, loa toàn giải bát 30. Nhưng con này công suất một vế 80W, tổng công suất con này hai vế của nó 160 đến 180 các bác vẫn đánh được, được chưa? Bát chép, có bát có chép luôn này, mặt vàng chanh này, volume này, hai đèn vu luôn. Cổng USB luôn. Và đặc biệt là con này có thể làm rè luôn, được chưa? Có cổng chỉnh ba tép đây. Đằng này có trước có cổng tai phone và đằng sau có cổng ra xuống âm ly khác. Đấy. Sau đây em mời các bác đến với bản test. Con này có mức giá là 3,9 triệu, có cổng quang các bác nhé. Em đang dùng cổng quang luôn. Đây. Em đang dùng cổng quang đây. Đấy, cổng quang luôn đấy. Trên TV xuống. Đôi loa này có mức giá là 4,8 triệu. 4,8 triệu đôi loa này. Thương hiệu Voxy. Voxy. 4,8 triệu, được chưa? Vỏ màu vàng, vân gỗ. Công suất 120W một loa, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 90 dB. Công suất 120W, vậy là đôi này có công suất 240W. 240W. Sau đây em mời các bác đến với bản test. Em mời các bác đi. Em mở trực tiếp trên TV luôn này. Nhiều nỗi điêu đôi bờ đôi ngã phân tranh.
Các bác thấy sao ạ? Chỉ cần duy nhất bộ này thôi các bác nhé. Bộ này xem nào, gọi là đôi loa có mức giá là 4,8 triệu, gọi là 5 triệu đi. Ông đi 3,9 triệu là 4 triệu đi. Thế là hơn 8 triệu đã được bộ này rồi. Thoải mái nghe nhạc. Các bác chú ý hộ em nhé, là cái cổng quang, em đang cắm cổng quang vào ở trên tivi này. Thì tất cả trên tivi các bác phải chuyển về chế độ cổng quang hộ em. Có nhiều bác là ngày trước mua đầu giải mã hoặc là mua bộ chuyển đổi hoặc giải mã của em về, không chuyển đổi chế độ quang trên tivi, cứ về bảo cổng đầu giải mã hỏng. Đấy, em cảm ơn các bác. Chiếc âm ly này có mức giá 3,9 triệu, đô la 4,8 triệu. Có cổng quang luôn đấy ạ.